Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Kiểu dáng giống hệt VinFast VF3, Baojun EV 2023 gây sốt với giá chỉ khoảng 260 triệu đồng. Thiết kế của Baojun EV 2023 theo phong cách SUV vuông vức trông giống hệt như VinFast VF3, ngay lập tức thu hút sự chú ý của khách hàng Trung Quốc, hứa hẹn bùng nổ doanh số với mức giá khởi điểm chỉ từ 11.200 đô la, tương đương 263 triệu đồng. Baojun EV có kiểu dáng đặc trưng của xe a dù kích thước nhỏ và dùng bộ vành nhỏ hơn thường thấy ở thể loại xe này, gầm xe cao, vòm chắn bùn, bánh xe trông hầm hố, cản hốc sơn màu đen, tấm ốp gầm và có giá nóc chính là những chi tiết tạo nên phong cách a Công nghệ LED được dùng cho cả cụm đèn pha và đèn hậu. Cửa hậu được lắp bản lề một bên để có thể mở quay ngang. Bao jun Jeep có chiều dài 3381, rộng 1685 và cao 1721 mm chiều dài cơ sở 2.110 mm, trọng lượng 1.006 kg. Như vậy, mẫu xe này ngắn hơn 214 mm so với Suzuki Jimny, con chiều dài và rộng cao gần như giống hệt. Dù vậy, xe vẫn có thể dài hơn mẫu Vinfast VF3. Vinfast VF3 chỉ có 3,1 m. Baojun Yep được trang bị động cơ duy nhất motor điện công suất 67 mã lực và mô men xoắn 140 Nm chuyển động tới cầu sau và cho xe tốc độ tối đa 100 km h Cấu hình này cũng có thể sẽ được ứng dụng tương đương cho VinFast VF3, vốn định vị là xe điện dành riêng cho nhu cầu di chuyển loanh quanh trong đô thị. Hãng xe của Trung Quốc tạo nhiều bản độ khác nhau cho bao Jun Yef, từ độ nhẹ nhàng bằng cách lên tem và mâm mới, đến độ khá tính hơn theo phong cách upload với cản chống va đập tích hợp đèn sương mù, các vòng bánh xe trong gần ri và nóc xe có gắn lều. Bao là thương hiệu của liên doanh sách GM Wheeling. Dù cùng chung một gia đình với Wheeling Hồng Quang Mini EV, nhưng Bao Junyev có nội thất đẹp hơn, đồ chơi cũng đa dạng hơn. Đầu tiên, xe sử dụng vô lăng ba chấu đa chức năng kết hợp với thiết kế màn hình kép 10,25 in xuyên thấu đang được ưa chuộng hiện nay. Các cửa gió điều hòa có thiết kế hình chữ nhật bo tròn, lấy chuyển số dạng núm xoay tạo cảm giác trẻ trung năng động. Ghế lái của xe được trang bị tính năng chỉnh điện 6 hướng còn ghế phụ chỉnh điện 4 hướng, các ghế ngồi đều có khoảng duỗi chân thoải mái. Tại Trung Quốc, bà Junyev bắt đầu đến tay khách hàng từ cuối tháng 5 năm 2023 với giá từ 11.200 nhân dân tệ, tương đương 263 triệu đồng. Các bạn đang xem video trên kênh Ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài chúc các bạn lái xe an toàn vui trẻ hạnh phúc và luôn luôn thành công